Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo trực tuyến Xúc tiến Thương mại sang thị trường Trung Đông Châu Phi. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thực phẩm tươi sống, chế biến, nông lâm thủy sản, sản phẩm điện tử, có nhu cầu tìm hiểu, hợp tác với khu vực thị trường Trung Đông Châu Phi. Tại hội thảo, đại diện Cục Xúc Tiến Thương mại cho biết Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với tất cả 70 quốc gia ở Trung Đông Châu Phi. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam với hai khu vực này đã tăng hơn 9 lần trong vòng 15 năm trở lại đây. Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Trung Đông Châu Phi ngày càng phát triển đa dạng. Bên cạnh các mặt hàng như nông sản, dệt may, da dày đã có thêm những mặt hàng công nghiệp có giá trị gia tăng cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại di động, máy móc, thiết bị phụ tùng. Để hàng Việt Nam thâm nhập thành công vào thị trường Trung Đông châu Phi, các tham toán thương mại Việt Nam tại khu vực này cho rằng doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và giảm giá thành để tăng năng lực cạnh tranh với các sản phẩm của những nước khác. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần chủ động khai thác thị trường như thông qua cục xúc tiến thương mại, vụ thị trường châu Á châu Phi Bộ Công thương, các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để tham gia xúc tiến thương mại sang khối thị trường này.